Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, sau khi chúng tôi thực hiện 4 số đối thoại để bàn về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức và chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản ánh của quý vị khán giả liên quan tới thực trạng của việc kê khai hiện nay như thế nào và những cách thức để chúng ta có thể giám sát việc kê khai tài sản thu nhập. Thì trong số đối thoại tuần này, chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về thực trạng cũng như bàn về những giải pháp các khách mời các số trước đã đưa ra và cùng tìm ra những hướng đi mới để việc kê khai thực sự không phải kê khai hình thức mà kê khai đúng như là chúng ta mong đợi. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển. Ông Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Chính phủ. Ông Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế. Vâng, thưa các khách mời, trước khi mà chúng ta cùng thảo luận trao đổi về chủ đề của đối thoại ngày hôm nay, đó là việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức, thì như tôi giới thiệu từ ban đầu, chúng tôi đã thực hiện 4 số đối thoại. Chúng tôi xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan tới chủ đề này. Bởi vì trong 2 triệu cán bộ quan chức công chức mà chỉ có 4-5 người là khai sai thôi à? Thì ngoài cái chuyện kê khai hình thức như dư luận có ý kiến và đảng nhận được tác thừa nhận thì tôi rất buồn tuyệt đại đa số công chức quan chức hệ thống công quyền của chúng ta thiếu trung thực. Cái việc kê khai chúng ta là hình thức rồi, nhưng mà thực ra ấy, thì tôi thấy hình như chỉ có cấp dưới kê khai, phải không ạ? Trước đây tôi sở thương mại kê khai nghiêm chỉnh, nếu còn không biết cấp trên thì thế nào thì cái đó phải xem lại. Theo tôi thì là cá nhân tôi cũng khai, và tôi thấy rằng là tôi khai không sai một tí nào, nhưng cái kỹ thuật khai không cho phép phản ánh đúng cái thực trạng của tài sản của công chức và công chức lãnh đạo. Tôi cũng khai với tư cách là công chức lãnh đạo. Và cái thứ hai là không phản ánh được cái xu hướng phát triển của nó. Tôi lấy ví dụ là này, là anh chỉ khai lại có cái gì thì người ta hoàn toàn có thể dùng cái ngôn ngữ của cá nhân, nó không có được cái thời điểm nào có, vào thời điểm xác định có hay không. Trong quá trình 3 năm, 5 năm làm lãnh đạo, nó có thay đổi gì cái kết cấu của tài sản anh có hay không? Trong cái kê khai cái này mấy năm á, vâng, thì cái người quan chức công chức giàu nhất Việt Nam chỉ đâu đó có 150 triệu mà. Giá trị bằng một cái xe SH thôi. Tức là hóa ra là cái bộ máy công quyền Việt Nam nó trống rỗng nhất hành tinh này. Cái người giàu nhất chỉ còn 150 triệu. Thưa anh, là tôi này, anh Diễm nói ấy, thì tôi chỉ đồng ý một phần rất nhỏ. Phần nhỏ thôi. Anh trước hết anh kê khai của anh có 3 cái nhà, còn cái nhà giá trị bao nhiêu như nói là tính rồi. Sau. Đúng. Còn anh 3 cái đúng anh cho vào. Anh mang tên con cháu chị anh thì cái chuyện đó là hỏng rồi. Hỏng phải không ạ? Rồi. Cho nên anh đừng bàn cái phần kỹ thuật. Đúng. Tôi kỹ thuật là 1% ông Diễm ạ. Vâng, thưa các khách mời, trong các số trước, các khách mời ở rất nhiều các vị trí khác nhau, ở rất nhiều những cương vị khác nhau đã đưa ra những nhận định về cái thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập cán bộ công chức hiện nay. Kê khai là không trung thực và kê khai là nội bộ, tức là mọi người không tiếp cận được. Đấy là một số những nhận định của các khách mời trong các số trước về cái việc kê khai hiện nay ạ. Thì chắc là ông Hùng sẽ có thêm ý kiến, và bên cạnh đó thì các khách mời cũng bổ sung thêm. Tôi nghĩ rằng là vấn đề các nước cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, đều kê khai. Thế nhưng mà thực sự chúng ta hình thức kể cả từ hình thức kê khai cũng đã là hình thức rồi. Nhưng vấn đề còn quan trọng hơn, kê khai xong thì ai kiểm tra? Gần như chúng ta chỉ kê khai, chúng ta kiểm tra khi mà có phát hiện những cái vấn đề tham nhũng đã bị phát hiện. Còn gần như tôi thấy rằng là nó gói gọn ở trong cái là việc kê khai xem đã đủ chưa, rồi có nọ kia, xong là xếp vào ngăn kéo, cất vào tủ hồ sơ. Thế thì làm sao mà phát hiện được? Và cái kê khai đấy để làm gì? Để kê khai phải để đối chứng với thực tế, đúng không ạ? Thì tôi thấy rằng là cái kê khai đấy xong là xong. Thế thì ai là người kiểm tra? Có đúng hay thực chất như vậy không? Hay là nó không đúng? Và nếu nó không đúng thì ai là người xử lý? Thì tôi thấy rằng cái luật trong cái việc kê khai, cái quy định về kê khai, cái quy trình về kê khai nó có vấn đề, là gần như là nó hình thức ở chỗ đó, cho nên là dẫn đến cái kê khai xong thì nó không có giá trị gì cả. Như chúng ta vừa nhận định là hơn 1 triệu bản kê khai mà cuối cùng là phát hiện được có 17 cái sai phạm mà
mà cái sai phạm đấy thì cũng chưa chứng minh được là cái việc là có tham nhũng hay không. Cho nên là tôi nghĩ cái hình thức cái đấy là cái mà làm sao cái việc kê khai phải gắn với sự minh bạch, gắn với sự kiểm tra, kiểm tra ngay từ cơ quan, kiểm tra ngay từ nơi sống. Và cũng tôi nghĩ rằng muốn để kiểm tra thì mọi người phải biết, chứ không thể rằng là ông kê khai xong ông cất vào tủ thì bảo là dân biết dân bàn dân kiểm tra, thì dân biết dân bàn dân kiểm tra ở đâu khi mà dân không biết. Thế thì tôi nghĩ rằng có lẽ rằng trong cái việc kê khai bây giờ, có thứ nhất là anh phải kê khai, cái thứ hai là anh phải cái công khai ở đâu là vấn đề rất quan trọng. Chứ nếu chỉ công khai ở trong mức độ cơ quan mình thì tôi nghĩ rằng lại tiếp tục chúng ta lại hình thức tiếp. Vâng, chỉ trong cơ quan mình có nghĩa là một khán giả nói là chỉ cất vào ngăn kéo của thủ trưởng, xong sau đó thì không bao giờ được xem tất mọi những người nhân viên cấp dưới thì chắc chắn là không chỉ xem xác. Được rồi. Còn thủ trưởng thì không ai tự lấy đá kẻ chân mình để mà công khai những cái bản như vậy. Không biết là thực trạng đó có đúng không ạ? Cái đó thì cũng không hoàn toàn đâu. Vâng. Bởi vì quy định bây giờ là không phải là đút ngăn kéo mà là công khai trong một tháng. Cơ quan, nhưng ở trong cơ quan, trong cơ quan, đơn vị. Vâng. Thì có nghĩa là mình có công khai nhưng công khai ở mức độ hạn chế. Trên thực tế thì định hướng chung của Đảng nhà nước ấy là càng ngày càng công khai. Tôi nhớ trong một cái kết luận của Đảng là phải nói là công khai tại nơi cư trú và nơi làm việc. Tuy nhiên khi mà sửa luật thì nó nảy sinh những vấn đề mà mình phải cân nhắc xem là cái phương thức nào cho nó hiệu quả. Bởi vì ở đây nó có một cái vấn đề rất là quan trọng. Một mặt là mình muốn bảo đảm cái sự tham gia của người dân và giám sát, xã hội giám sát. Nhưng mặt khác cũng điều rất là quan trọng. Vấn đề tài sản là vấn đề của cá nhân. Vấn đề rất là mình tạm gọi là nhạy cảm. Bây giờ thì nếu mà cái tài sản họ đưa ra như vậy đó thì tất cả mình có sợ là có những cái vấn đề khó kiểm soát. Ở đây nó có hai câu chuyện. Một ấy là khi làm luật ấy, hồi đó cũng đã tính nhá, nếu mà công khai ở nơi cư trú thì công khai như thế nào với hàng triệu bản kê khai tài sản như vậy, dán ở bản tin hay là đọc trên loa hay là ra họp tổ dân phố. Nói là nói vậy thì nhưng khi đi mà chúng tôi làm cái vấn đề thể chế là phải rất cụ thể. Công khai như thế nào? Tất nhiên bây giờ mình có thể nghĩ đến chuyện đi trang web khác, nhưng mà rõ ràng cái đó là vấn đề. Cái thứ hai đó là cái sự tiếp cận. Các bác nói rất là đúng, là phải có một sự tiếp cận. Tuy nhiên cái sự tiếp cận này đó thì nhìn các nước thì người ta đều cân nhắc cả. Người ta tức là làm sao một mặt là bảo đảm cái quyền bí mật, bảo đảm cái sự an toàn cho người có tài sản, nhưng mặt khác là bảo đảm người dân có quyền tiếp cận. Tôi lấy ví dụ như một số nước thì người ta có quyền tiếp cận, nhưng mà không phải bất kỳ ai có thể ngó vào đây được. Anh muốn tiếp cận thì anh phải để lại số chứng minh, bởi vì sau này có vấn đề gì xảy ra thì anh sẽ là một trong những người nhớ là cái thông tin đấy có bị trộm cắp vì sao đó. Thì cái tính an toàn đấy là phải tính đến. Thực tế ra thì các nước người ta cũng làm thế. Và một cái điểm nữa cũng quan trọng là thực tế thì cái số lượng kê khai tài sản nó không nhiều nước. Và đối với các nhà chính trị thì thông thường là họ bản thân họ tự công khai để họ thể hiện cái sự minh bạch, và cái điều đấy nó mang lại uy tín cho họ trong các cuộc bầu cử. Thế thì cái này, vấn đề này thì nó cũng có rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng mà đúng là cái mối đo của chúng ta là gì? Là đúng như anh Hùng nói đấy, là kê khai là một chuyện, nhưng quan trọng là anh phải giám sát được cái điều đó. Thế thì giám sát điều đó thì đặt ra vấn đề là phương thức, kể cả trong các lĩnh vực khác vậy thôi. Không phải mọi cái mình đều kiểm tra. Ví dụ 100 doanh nghiệp nhau kiểm tra, nhưng mà nó phải có cách kiểm tra. Ví dụ như kiểm tra theo xác suất, kiểm tra đột xuất. Ở Trung Quốc họ làm vậy. Ví dụ như là bất kỳ một lúc nào đấy họ kiểm tra, ví dụ mỗi năm họ kiểm tra 10%, 20%. Bây giờ của mình là gì? Là phải có phản ánh, có tố cáo vân vân thì mình kiểm tra, nhưng mà có thể xuống nước để bảo đảm sự công bằng. Đó, tôi cứ kiểm tra theo xác suất, năm nay thì rút thăm kiểm tra ông nói vậy. Chứ vậy thì cái người công chức luôn luôn đặt trong một cái tình thế là anh rất dễ dàng bị phát hiện không trung thực. Và như vậy thì nó sẽ bảo đảm cái ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên một điểm nữa mà tôi muốn nói ở đây thì về mặt lý thuyết người ta đều nói rằng là này, trước hết ngay cả mình cũng vậy thôi, cái việc kê khai trước hết là tự anh thể hiện sự trung thực. Mỗi lần anh cầm bút kê khai là một lần anh tự nhắc nhở mình. Tôi muốn nói ở khía cạnh đấy cũng rất là quan trọng, mà mình đều là cán bộ đảng viên rồi, mình có những cái nghị quyết này khác, học tập này khác, thế thì nó phải kết hợp cả cái một là cái ý thức chấp hành, ý thức tự giác, và thứ hai là một cái cơ chế để có thể kiểm soát, để bảo đảm cái tính trung thực của việc kê khai. Vâng, về cái cơ chế kiểm soát thì chắc là chúng ta sẽ bàn sau một chút ạ. Nhưng tôi muốn hỏi kỹ hơn, bởi vì đây là ý kiến thắc mắc của quý vị khán giả. Đó là chúng ta một tháng chúng ta công khai trong nội bộ, thế nhưng liệu có ai dám tiếp cận hoặc có ai dám hỏi những cái bản đấy hay không ạ? Tức là quy định chúng ta đưa ra ngay trong nội bộ cũng rất là ít. Trên thực tế là có rất nhiều chuyện kiện cáo ở trong nội bộ chứ. Mà đấy là một sự giám sát, đấu tranh.
Cái đó có, các cơ quan đều làm đúng cái việc là cái bản đó là phải được công khai dán trên đấy trong vòng một thời gian là một tháng. Thế thì cũng có, không phải là không chỉ là biết đâu, nhiều người cũng có ý kiến cái chuyện đấy này. Nhưng mà rõ ràng thì mình cũng thấy đó là điều hạn chế. Tại sao? Tại vì nói cho cùng, đây phải mình nói rất là thẳng thắn, là trong cơ quan tổ chức cũng có cái sự e dè về kể cả mặt quan hệ cấp trên cấp dưới, rồi tình thâm nữa. Mà tôi nói là đây có cả câu chuyện văn hóa nữa. Văn hóa của Việt Nam là gì? Không vạch áo cho người xem lưng, đóng cửa bảo nhau. Mình nói cái gốc rác của văn minh của mình nó không được có một cái văn hóa dân chủ đấu tranh như vậy. Thế thì nó hạn chế ở nhiều khía cạnh, ở kể cả luật pháp, kể cả các cái ràng buộc về lợi ích. Tôi muốn nói thêm một chút nữa là thực ra trong cơ quan ràng buộc lợi ích rất là nhiều. Tôi nghĩ là các nước thì tiền cũng đóng ý tiêu lương như thế. Nhưng mà tôi nói thẳng ra là thí dụ như ở một cơ quan, ông thủ trưởng có quyền rất nhiều với nhân viên. Đi học là ông, nâng lương là ông, đi nước ngoài là rất nhiều thứ, thậm chí nhiều thứ khác nữa. Thế cho nên là cái sự e dè, thậm chí là e ngại, e sợ là nó có. Cho nên là cũng đúng là cái việc đó thì có công khai, nhưng nó cũng không phát huy được nhiều cái hiệu quả. Đó là vấn đề khán giả đang rất là quan tâm ấy. Vâng, tôi thấy là hiện nay đối với cái kê khai tài sản ấy, chúng ta có công khai, nhưng mà chưa minh bạch. Phải phân biệt hai cái đấy. Mà công khai là trong phạm vi rất là hẹp. Ví dụ theo cái quy định ý là đối với những người mà công tác ấy thì anh công khai ở gì, ở nơi làm việc và nơi cư trú. Thế thì chưa minh bạch ở chỗ nào. Ví dụ như là một tháng tôi có thể là tôi thu nhập 20 triệu, nhưng tôi chỉ khai báo là 10 triệu thôi. Như vậy tôi công khai nhưng tôi không minh bạch. Minh bạch là phải xác định đúng vấn đề. Thế thì thứ nhất là chúng ta không như vậy, chúng ta công khai rất là hẹp. Thì không phải ở nước ta và các nước cũng như vậy thôi. Ví dụ ở Mỹ và các nước ấy, thì cái cấp nào đó thì ở cái phạm vi nào đó, chứ không phải tất cả. Tôi cũng đồng tình Vinh Minh là còn bảo vệ cái quyền riêng tư, cái quyền an toàn cho họ nữa. Hai cái đấy rất quan trọng. Thế nhưng mà chúng ta thường thường là chỉ những trường hợp nào, ví dụ có những dấu hiệu, có những cái thông tin, ví dụ có những công luận lên tiếng và có những cái khả nghi thì chúng ta mới thế này. Cho nên mặc dầu là chúng ta kê khai là trên 1 triệu, mà qua năm 2016 là chúng ta kiểm tra 48.000 trường hợp thì phát hiện 17.000 trường hợp. 17.000 trường hợp đấy là kê khai 17 trường hợp, xin lỗi, 17 trường hợp. Mà 17 trường hợp đấy là kê khai không trung thực. Còn có vi phạm, có tham nhũng hay không là vấn đề khác. Nó là như vậy. Thế thì cách xử lý hoàn toàn khác. Cho nên ở đây tôi thấy là cái nó là hình thức, nó là đối phó là gì? Chúng ta cũng làm, nếu mà nói đúng quy trình thì hoàn toàn rất đúng quy trình, cũng theo đúng như các nước. Nhưng mà cũng đồng tình với anh Minh ấy là cái con người châu Á nó khác. Có nghĩa là cái quan hệ với nhau thì người ta cũng cái kiểu thậm chí là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nó như vậy. Hay là cái tâm lý người ta e ngại. Mà mấy câu ngạn ngữ người ta nói là người chiến thắng là người không có kẻ thù. Mà trong cái quan điểm chúng ta thấy là không ai nắm tay được suốt ngày. Mà bản thân thường thường những anh mà tham nhũng là gì? Là những anh có chức có quyền. Mà là nhân viên cấp dưới, mà khi trong những điều kiện chỉ có những mâu thuẫn đối kháng thực sự anh mới đòi hỏi anh mới điều tra cả ấy. Còn bình thường thì thôi, có nghĩa mi không đụng đến ta, ta không đụng đến mi. Cho nên cũng trong cái thực chế, trong cái hoàn cảnh của chúng ta cũng phải thông cảm. Người Á Đông ấy là ít khi va chạm, chỉ có khi động chạm đến quyền lợi của anh thì mới làm. Cho nên cái đó chúng ta thấy là mặc dầu cái quy trình thì nói chung là rất đúng, rất đầy đủ. Cũng như các nước khác thôi, tôi cũng đồng tình với anh là theo tài liệu của Mỹ, các nước phương Tây nó cũng giới hạn công khai. Mà bây giờ thậm chí mà ông có thể đưa lên cái trang web nhưng trong cái phạm vi nào, đối tượng nào, anh ông được tham khảo, có phải tất cả. Thế cho nên ở đây thì cái vấn đề thì cũng là bàn, đúng không? Thì người ta có nói là không công khai, thì tôi thấy là không đúng đâu. Hoàn toàn công khai, nhưng công khai ở cái nơi làm việc và nơi cư trú. Mà cái thứ hai là bản thân tôi cũng đồng tình với anh Hùng là bây giờ với cái công khai như vậy thì cái tính minh bạch, ai là người xác định tính minh bạch, cái việc anh kê khai có đúng hay không? Thế thì một trong những cái mà tôi thấy hiện nay là rất khó. Thứ nhất là tiền mặt là tiêu một cách phổ biến, mặc dù chúng ta cũng đã hướng là không nên dùng tiêu tiền mặt, tiêu tài khoản. Cái thứ hai là về quản lý tài sản, ai quản lý được, đúng không? Đấy là một những cái mà rất là khó khăn. Thế thì bây giờ tôi chỉ có nghi ngờ anh làm sao mà nếu anh kia thường thường mà những người phải nói thẳng ra là những người tham nhũng, làm ăn bất hợp pháp, tham nhũng quyền lực, lợi dụng cái vị trí của mình để tham nhũng, để vơ vét của cái, thì người ta hay có những cái chiêu, những cái ngón, những cái chiêu trò để người ta che giấu. Thì người ta che giấu thì chắc chắn tôi nghĩ điều kiện đó rất khó khả năng phát hiện. Chỉ mà thường thường mà những cái loại đấy thì tôi thấy là hay cất giấu tài sản, mà nhiều khi là giả chết bắt quạ, có nghĩa là mình rất là giàu có nhưng vẫn tiêu xài những thứ, ví dụ ta thấy là Phan Xào Nam tiền như vậy, đánh bạc như vậy,
nhưng mà tiêu dùng những phương tiện rất là đơn giản, rất là ấy. Đấy, đây là một cái như vậy. Đấy, vừa rồi cái hiện tượng mà vụ đánh bạc Phan Xào Nam ta thấy đấy. Cách chi tiêu, cách tiêu dùng của ông ta rất là khiêm tốn, có thể quá cái mức người bình thường. Thế thì đối với những người người ta đã làm ăn bất chính thì bao giờ người ta phải che giấu. Cho nên cái công khai đã hạn hẹp rồi, còn để xác minh cái tính minh bạch, có nghĩa đúng đắn của vấn đề đó cực kỳ là khó. Cho nên đây là một bài toán không hề đơn giản. Vâng, tức là chúng ta vừa đang bàn về câu chuyện công khai, vừa bàn về câu chuyện minh bạch. Chúng ta bàn trước về câu chuyện công khai một chút. Thì đấy là một số ý kiến của khán giả. Thì ông Hùng Nguyễn ạ. Tôi thì hoàn toàn nhất trí với anh Long thôi. Công khai nhưng không minh bạch. Và khi công khai rồi, kể cả những trường hợp xử lý, thế thì đưa ra những cái lý do mà rất là buồn cười. Ví dụ như Quý ở trên Bái một ví dụ. Cái biệt thự đấy là tôi làm bởi vì bằng tôi đi làm chủ chít, hay là đồng chí thanh tra là cái biệt thự này tôi làm thối móng tay vân vân. Thế nhưng vấn đề nó ở đây nó có hai vấn đề mà hiện nay đang tranh cãi rất nhiều. Vấn đề là xử lý. Thế thì khi công khai rồi, xác định được cả cái tài sản đấy rồi, chứ tôi chưa nói đến cái chuyện là tìm ra những cái tài sản nó chìm. Công khai rồi nhưng mà cũng chả xử lý được. Bởi vì nó hiện nay là mọi người đang tranh cãi nhau là vấn đề là quyền riêng tư và cá nhân. Tức là trong luật quy định là đối với muốn chứng minh cái tài sản tôi vi phạm thì đấy là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Còn tôi không có quyền, tôi không phải có trách nhiệm chứng minh. Do vậy nó mới dẫn đến cái là tài sản không chứng minh được thì chúng ta đang nghĩ đến cái chuyện là thuế hay má hay là như thế nào, nó đang lúng túng. Thì tôi nghĩ là chúng ta đã tham gia công ước quốc tế về chống tham nhũng, mà trong công ước quốc tế có một điều quy định rất rõ, đối với những tài sản không chứng minh được là tịch thu. Sùng Hồ Quý, có đúng thế không ạ? Có đúng là luật công ước quốc tế thế không? Đúng như vậy, nhưng đúng, đó đúng là điều mà chúng ta bảo lưu và bảo lưu thực hiện. Mình bảo lưu, mình không thực hiện cái đó. Cho nên chính vì vậy có hai quan điểm, quan điểm là đánh thuế 45% và quan điểm thu, đúng không? Vấn đề là tại sao chúng ta bảo lưu? Tại sao chúng ta bảo lưu? Và tôi nghĩ rằng cái điều là đúng. Cái thứ hai, tôi nghĩ là hiện nay luật chúng ta cũng đã có, người dân thì được quyền làm tất cả những cái gì pháp luật không cấm, còn đã là công chức chỉ được làm những cái gì mà pháp luật cho phép. Đúng ạ. Thế thì tại sao chúng ta không đưa vào trong luật chống tham nhũng một điều đã là công chức thì anh phải có nghĩa vụ chứng minh tài sản của anh thì anh đi làm công chức. Còn anh thấy rằng cái việc đấy nó vi phạm với anh hay là nó có vấn đề gì đấy thì anh đi làm dân. Làm dân anh chả phải chứng minh cái gì cả. Vậy thì nên chăng là chúng ta có một cái là dẫn đến cái là thực ra tôi nghĩ rằng vấn đề công khai, có những bản công khai, chẳng hạn như là ở thanh tra thì chắc là anh biết có những bản công khai rất nhiều tiền, rất nhiều tài sản đất đai, rất nhiều cổ phiếu, rất nhiều các thứ, số lượng tiền nó lên đến hàng trăm tỷ. Nhưng cũng không xử lý được. Tôi nghĩ là vấn đề chính của chúng ta đây là công khai rồi nhưng mà xử lý cái vấn đề ấy như thế nào thì chúng ta phải kết hợp hài hòa. Nhưng mà ông Hùng có đồng ý là hiện nay là nếu mà chỉ trong nội bộ các cơ quan như vậy và trong tổ dân phố thì rõ ràng là không thể nào giám sát, cũng không phát hiện ra được nhiều những cái thực chính tế. Xác. Thế thì tôi nghĩ rằng trong cái vừa rồi, trong cái luật phòng chống tham nhũng mới, tôi thấy có hình như là 15, 16 cái điều là phải công khai minh bạch, là công khai ở nơi làm việc, công khai trên website, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, công khai ở nơi cư trú, rồi công khai vân vân và vân vân. Trong cái dự thảo luật sửa đổi đấy ạ. Vâng, luật sửa đổi. Thế nhưng lại chốt một cái điều hai của luật sửa đổi trong vấn đề minh bạch ấy thì này, thủ trưởng cơ quan có quyền chọn một hay nhiều cái cách công khai đấy. Thế thì tôi lại quay lại là thôi tôi chỉ chọn một cái, tôi công khai ở cơ quan tôi thôi, tôi không vi phạm cái gì cả, thì cuối cùng hóa ra nó lại cuối cùng là hình thức hóa, là cuối cùng cũng lại quay lại vấn đề là vẫn như cũ, bình mới rượu cũ. Cho nên tôi nghĩ rằng phải thay đổi. Có phải không Minh? Thực ra ở đây có mấy câu chuyện khác nhau. Thứ nhất là công khai về hoạt động và tổ chức của các cơ quan đơn vị thì mình có rất là nhiều điều công khai và có các hình thức cho nó phù hợp. Thực ra thì cũng có những hình thức là bắt buộc, chỉ là có hình thức là ngoài bắt buộc ra thì khuyến khích anh có thể công khai nhiều chỗ, chứ cũng không phải là các cơ quan mà muốn công khai kiểu gì thì công khai. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, bàn về câu chuyện trở lại câu chuyện tài sản của chúng ta đó, thực ra thì nó là vấn đề của giữa cái mong muốn và cái khả năng của chúng ta. Nói là như vậy chứ không phải là chỉ công chức, ở nước ngoài người dân cũng phải chứng minh
Ở nước ngoài không phải mang cục tiền đi tiêu đâu. Nhưng mà của Việt Nam mình thì dân đã lại không đành, công chức thì lại có một cái lý do rất là quan trọng. Lý do rất quan trọng là mình không kiểm soát được cái đầu vào. Mình nói là nói vậy thôi. Kể cả người ta có tiền triệu tiền tỷ. Nó rất là đơn giản. Bây giờ thí dụ mình cứ phải nhìn hai cái nhà, hai ông có hai cái nhà hàng chục tỷ. Có ông rất khó giải thích, có ông thì cũng không chứng minh được. Nhưng mà thí dụ như trước kia chúng ta đều có thời kỳ bao cấp. Ngay cả bố vợ tôi ngày xưa nếu mà gọi là khôn ngoan ra lấy một cái nhà cấp 4. Nhà cấp 4 bây giờ nó ở Ngọc Hà, bây giờ nó thành hàng vài chục tỷ. Thì có được chứ, không có gì không được cả. Chưa kể là các đồng chí, rất nhiều đồng chí thầy lãnh đạo chúng ta đi học Liên Xô thứ ngày xưa tôi nhớ chỉ có một hộp giấy óc vô là mua được mấy trăm mét đất. Thế thì những cái câu chuyện đấy nó nói lên một câu chuyện là gì? Cứ không phải là cứ còn tài sản là nguồn gốc tham nhũng. Chưa kể tôi còn nói một điều này nữa, chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là thẳng thắn. Hiện nay lương của chúng ta chỉ là một phần trong thu nhập. Ông bộ trưởng rất là to nói là lương của chúng ta bây giờ hơn 11 triệu. Ông đại tướng lương 15 triệu 3. Đó. Thế thì với đồng lương như vậy, tôi nói thật, kể cả chúng ta có một cái xe máy, xe tàu thì cũng khó giải thích. Đúng không? Mình phải nhìn cái gốc gác của vấn đề tại sao bây giờ. Chứ còn nếu mà làm như các nước thì rất đơn giản. Bởi vì các nước nó thu nhập nó chỉ có lương thôi. Nó lấy tiền lương, nó trừ ra cái khoản chi tiêu thì phần còn lại mà tài sản lên của mình có phải thế đâu. Của mình còn đến 80-90% các loại phụ cấp. Chưa kể là mình cứ nói thẳng thắn ra là lương là một chuyện, đi họp là có tiền, làm một cái gì đó là có bồi dưỡng. Tôi vẫn là ăn lương bình thường, nhưng tôi đi chấm thi là tôi có tiền chấm thi, tôi ngồi hội đồng có tiền hội đồng. Mình phải tính một cách rất là toàn diện như vậy. Chứ còn ở các nước người ta hoàn toàn làm, như Trung Quốc người ta làm được, anh không giải trình được là tôi thu. Nhưng Việt Nam mới không làm được, bởi vì cái gốc gác là gì, là cái đầu vào là mình không kiểm soát được. Đấy, chưa kể nói anh Long có nói với câu chuyện tiền mặt. Chả có nước nào như Việt Nam mang cả xe kéo tiền mặt đi tặng nhau, hay là cho tiền mặt vào cái thùng la vi. Chứ còn nếu mà mình nghĩ một cách rất là đơn giản, tại sao không phải tự nhiên mà mình chưa thực hiện được cái điều 20 công ước, mặc dù mình là cái nước tham gia ký kết, nhưng mà suy đi tính lại là mình chưa làm được. Nếu bây giờ chỉ cần nói là có tài sản và chứng minh nguồn gốc, chứng minh khác nhé. Bây giờ ở trong này mình mới dừng lại là mức độ giải trình một cách hợp lý. Chứ chứng minh lại khác. Giải trình một cách hợp lý là gì? Tôi nói là ngày đấy tôi đi nước ngoài, tôi mua nọ, vân vân. Đấy là giải trình. Chứ còn chứng minh là gì? Bằng giấy tờ, bằng hóa đơn. Thì cái đấy là câu chuyện khác. Nhưng ở đây mình mới dừng lại câu chuyện. Giải trình một cách hợp lý là nghe được. Và cái điều này thì tôi nghĩ là thế này. Chúng ta có pháp luật nhưng chúng ta còn là đảng viên. Đảng viên đòi hỏi sự trung thực. Chúng ta có thể pháp luật là nó chung, có thể mình ấy, nhưng mà đòi hỏi những người đảng viên thì tôi nghĩ là vẫn xử lý được. Ví dụ như bây giờ người ta có cái cách giải thích là hợp lý, nhưng có cái giải thích như các đồng chí nói là rất là khó giải thích, là tôi nuôi lợn nên tôi bắn chửi đốt xã hội, người ta rất là khó nghe đấy. Thế thì mình cũng nói là cái vấn đề thì nó phải là rất là toàn diện, chứ cũng nó cũng không hoàn toàn đơn giản là mình có thể lấy cái của nước ngoài vào, bởi vì cái giống như con người, mỗi người một thứ bệnh. Cho nên mỗi người phải uống một thứ thuốc. Cho nên cái câu chuyện nó cũng rất là phức tạp. Cái chỗ mà các đồng chí anh có nói về cái xử lý cái tài sản. Vâng. Tôi hỏi thêm ông Minh một chút là ông Minh nghĩ thế nào cái giải pháp là đưa tất cả những cái bản kê khai đó lên website của các bộ ngành địa phương như là các số trước. Tôi thấy rất nhiều các khách mời đồng tình, bởi vì hiện nay thì đó là cách thức mà dễ nhất để mọi người có thể tiếp cận và giám sát. Không biết là ông Minh dưới góc nhìn thế nào? Tôi nghĩ là hoàn toàn, bây giờ tôi vẫn nói trở lại một câu nguyên tắc là gì? Làm sao chúng ta, bởi vì chúng ta có cả quyền tiếp cận thông tin nữa, mà đúng như anh Hùng nói là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân muốn kiểm tra giám sát thì phải biết. Thế vì cái quyền được biết của người dân, nhưng quan trọng là thế này, một mặt là chúng ta bảo đảm cái quyền tiếp cận của người dân, nhưng mặt khác là bảo đảm cái việc đó nó không gây hại, nó không bị sử dụng vào những cái mục đích không tốt. Vậy thì tôi vẫn muốn là nghĩ đến một nguyên tắc là gì, là tiếp cận một cách có điều kiện. Kể cả đưa trong web cũng được, nhưng mà không phải ai vào cũng được. Mọi người vào thì thậm chí tôi nói là cái chuyện đó bây giờ chúng ta luật an ninh mạng chưa kể là còn nói nọ nói kia ra là rất khó. Nhưng bây giờ anh biết thì anh nói cho tôi hai điều. Một là anh để lại số điện thoại vân vân đây. Hai là ít nhất anh cũng nói rằng là anh cần biết để làm gì. Chỉ cần thế thôi, và anh hứa rằng là anh sẽ sử dụng vào việc đó để góp phần vân vân. Thì sau này nếu có chuyện gì tôi kiểm soát được, chứ không thể nếu mà gọi là đưa lên tất cả mọi người đều biết thì nó lại là câu chuyện khác. Trừ những cái người bản thân họ muốn như vậy, họ thể hiện cái sự minh bạch, họ thể hiện một cái niềm tin
thì đó là câu chuyện khác. Thì ai có thể xem được, ai có thể tiếp cận được, không cần cái điều kiện. Để người ta có vẻ hơi bị phức tạp nếu muốn tiếp cận thông tin của nó. Theo tôi thì có thể là để toàn dân giám sát, nhưng mà tôi cũng đồng tình với anh Minh là chỗ này này, là vì dân thì phải nói thẳng là chúng ta thấy là đã là dân thì người ta hay nói đùa là dân gian có người tốt và người xấu, đại đa số là rất tốt nhưng có người tốt. Thế thì cái quyền tiếp cận cái thông tin của anh ấy về tài sản đó thì anh nào được quyền tiếp cận, chứ có thể anh tung ví dụ như người đứng đầu nguyên thủ của nước thì hoàn toàn là có cái cơ chế bảo vệ rất là chặt chẽ rồi, anh muốn làm gì cũng được thì có thể công khai lên giao web, đúng không? Bây giờ từ cái cấp nào đó trở lên, đúng không, thì cái cấp đó thì cũng chưa chắc được bảo vệ như nguyên thủ. Cho nên bây giờ cái quyền tiếp cận của cái đó để làm gì, ai tiếp cận cái đó, được anh, tại anh nào được quyền. Thế thì ở đây được quyền thì theo tôi nghĩ là ví dụ thứ nhất phải xem nhân thân của anh, mục đích của anh, ví dụ, đúng không? Thế thì có thể vẫn có thể ra được. Cho nên cái đòi hỏi là cái công khai, cái minh bạch, để xác định minh bạch đó thì đòi hỏi phải phổ cập cho mọi người biết. Đó, phổ cập bằng gì? Cái tốt nhất hiện nay thời đại công nghệ thông tin, chúng ta đưa lên trang web là biết ngay lập tức, đúng không? Công kỹ thuật số, đúng không? Công nghệ thông tin có thể bằng những cái nền tảng công nghệ đó thì không có cái gì giấu giếm được cả. Đấy, thế thì cái đó thì theo tôi nghĩ là bây giờ một vấn đề hết sức quan trọng là cái công khai, chúng ta đã nói công khai rồi, nhưng công khai có minh bạch hay không là một vấn đề. Đúng. Mà để xác minh cái minh bạch đó thì lại phải gì? Công khai một cách rộng rãi, một cách phổ cập. Và công khai có điều kiện. Anh muốn tìm hiểu cái đó phải có điều kiện. Tôi có một cái suy nghĩ, tôi đồng tình với anh Minh ở cái chỗ đó. Chứ không phải là ví dụ đối với người bình thường thôi, đúng không? Tôi nói thật với thực tế chúng ta thấy cái Vietjet, cái sổ số Vietlott ấy. Có những người ví dụ thưởng, cái giải thưởng 70-80 tỷ người ta phải đeo mặt nạ, đúng không? Thứ nhất tại sao? Người ta thứ nhất bị sợ chấn lột, là vì hiện nay cái vấn đề an ninh của mình cũng còn phải nói là chưa thật tốt. Cái thứ hai là còn có rất nhiều vấn đề quan hệ khác. Cho nên tại sao với những người mà rất chính đáng nhé, tôi chơi Vietlott, tôi chơi cái sổ số điện tử, có nghĩa là tôi trúng vào cái hợp pháp. Nhưng tại sao khi mà tôi nhận giải thưởng đấy, tôi phải đeo mặt nạ chứ không đúng tên tôi? Đấy, đó là đấy mà cái... Cho nên trong cái quyền tiếp cận thông tin để xác định cái sự minh bạch đó, thì theo quan điểm tôi thì cũng phải có những điều kiện của nó. Không phải ai cũng được, đúng không? Thế thì mà thường thường chúng ta cũng thông cảm là như thế này. Và thường thường là trong cái quan hệ view chỉ có những anh nào giàu lên một cách bất chính, hoặc giàu lên một cách người ta cảm thấy là lạ thường, thì chắc chắn khi đó thì người ta mới quan tâm. Còn những người ví dụ bình thường làm ăn chân chỉ, nhưng mà cũng có những cái mà có những người cái kiểu giả chết bắt quạ, thế nói là rất là giàu có, giàu sang, nhưng mà để che đậy cái chiêu trò, cái tham nhũng của mình, cái hành vi tham ô của mình, thì mình bằng cách là mình ăn tiêu rất là giản dị, không có cái gì nổi trội lên. Một ví dụ như cái vụ mà tôi đã nói là anh Phan Xào Nam ấy, nếu mà cái cách tiêu dùng, cách chi tiêu của anh thì ta thấy là không bằng người bình thường, phải nói như thế. Vâng, tức là ông Long cũng đồng tình cái giải pháp và đưa lên website, đưa lên công khai, nhưng mà tiếp cận thì cũng phải có điều kiện. Có điều kiện, phải có điều kiện, hoàn toàn có điều kiện. Ví dụ thì tôi nghĩ cái đấy hoàn toàn đúng, nếu người ta cảm thấy anh chân chính, chính đáng. Tôi thấy nghi ngờ vấn đề này là vì thì người ta sẵn sàng tao cho quyền tiếp cận. Chứ còn ví dụ đối với nguyên thủ thì sẵn sàng, tôi nghĩ là có thể công khai, ai muốn vào cũng được. Cái đó là cần thiết, là vì người ta có một hệ thống bảo vệ rất là tốt, đúng không? Vấn đề bảo vệ an toàn cho họ rất là tốt. Thực ra ở đây tôi muốn bổ sung một cái ý thế này. Thực ra chúng ta ý kiến không khác nhau đâu. Anh Hùng thì cũng vậy, kể cả ý kiến khác giả. Tức là cái sự mong muốn của chúng ta, mà định hướng của Đảng cũng là vậy. Nhưng vấn đề, một trong những cái vấn đề rất là quan trọng theo quan điểm của Đảng là gì? Chúng ta phải có lộ trình, có bước đi thích hợp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với cái khả năng quản lý của chúng ta. Cho nên có thể đến một lúc nào đó công khai tất. Cái thứ hai là gì? Trong nghị quyết của chúng ta, trong chiến lược vậy, học tập kinh nghiệm, học tập một cách có chọn lọc. Được hiểu là gì? Cái gì nó phù hợp với mình, cũng giống như mỗi người một thứ bệnh, thậm chí ngay cả dùng thuốc cũng vậy. Có thể có những lúc mà anh chưa thể dùng thuốc mạnh được, cơ thể anh nó đang yếu. Giống như các cụ mới ốm dậy thì không bao giờ các cụ cho ăn nhiều cả, ăn cháo loãng đã. Nó dần dần nó phải phù hợp như vậy. Chứ thế thì đành rằng là thế giới người ta làm điều nọ điều kia, nhưng mà họ hàng tạ, họ khỏe mạnh thì uống thuốc liều cao được. Mình không nói là mình không làm, nhưng mình nói là trong những giai đoạn nhất định thì mình phải có, cũng giống như là mình phải luôn luôn xem là uống thuốc tác dụng chính là thế nào, tác dụng phụ lại thế nào. Cho nên tôi nghĩ là thế này, ở đây là cái câu chuyện là giữa mong muốn hoàn toàn rất chính đáng của mọi người, cái đòi hỏi hoàn toàn với lại cái khả năng của chúng ta và với cái sự tính toán của các đồng chí lãnh đạo cũng như là những người làm luật, như là thể chính sách, để tính ra là cái này thì được cái gì mà không được cái gì, để mà có lộ trình. Vấn đề thì là nó không khác nhau về mục tiêu, bởi vì Đảng, Nhà nước, nhân dân và tất cả chúng ta đều mong muốn là kiểm soát và chống tham nhũng. Nhưng mà lúc nào làm đến đâu thì nó lại là một cái câu chuyện
không chỉ là mong muốn mà nó lại phải là phụ thuộc với cái khả năng của chúng ta. Vâng. Đấy, như tôi muốn nói là tại sao luật, thực ra thì từ cái luật năm 98 đến bây giờ là cả bước tiến rất lớn rồi. Trước kia hoàn toàn là cho vào tủ. Vâng. Hoàn toàn năm 98 cho tủ, nhưng bây giờ chúng ta đã bắt đầu công khai, đã thông báo trong cuộc họp vân vân, và trên thực tế chúng ta thấy đã có những cái người bị đi thẩm tra xác minh. Vâng. Thậm chí là như tôi nói là trong cái quy định 885 của Đảng ấy là kiểm soát tài sản thu nhập cán bộ chức. Tôi nghĩ là cái đó là biểu hiện một cái sự gương mẫu. Luật thì quy định là phải có tố cáo, phải có, nhưng trong kia người ta nói là chỉ cần có phản ảnh. Phản ảnh thậm chí là trên phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí là trên trang mạng xã hội là bây giờ mình làm được rồi. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình nhìn ra nước ngoài so với các nước thì có thể đấy, nhưng mà rõ ràng là mình nhìn trở lại những cái vấn đề trước thì mình thấy là nó cũng đã có những cái tiến bộ. Vâng. Thì mình phải nghĩ là trong câu chuyện nó là vậy. Tôi thì tôi nghĩ thế này này, tôi cũng rất là đồng tình với anh Minh. Thực ra cái việc tham nhũng nó tràn lan, thế thì có những đối tượng như là nó giấu rất giỏi. Rồi cũng có những cán bộ công nhân viên đi làm về cái những cái tài sản nọ tài sản kia nó kia nó không thể hiện. Nhưng tôi nghĩ là này, bây giờ ngay bản thân lúc này chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Có rất nhiều đảng viên làm những cái tòa nhà rất là to, mua những tài sản rất là lớn vân vân và vân vân, và thế thì trước mắt chúng ta làm trước. Để công khai, có thể chúng ta công khai rất nhiều hình thức. Tại website hoặc là tại nơi làm việc hoặc là tại nơi cư trú. Thì đối với những trường hợp bất thường như vậy, chúng ta làm trước. Chứ chúng ta cũng không hy vọng rằng là một lúc chúng ta quăng được một cái mẻ lưới mà vét được tất cả cá. Tôi nghĩ các nước cũng vậy thôi. Người ta cũng phải làm trên mức độ là hạt nhân rồi nó loan ra. Trước mắt chúng ta xử lý những quan chức mà có những tài sản hiện hữu, nó nhìn đập thẳng vào mắt dân ấy, chúng ta làm trước. Ví dụ là cùng một lúc chúng ta công khai luôn, bắt công khai là tại cơ quan, tại trên website, tại nơi lấy ý kiến của người dân. Bởi vì không một lực lượng, tôi nghĩ rằng nước nào cũng vậy, chứ không phải riêng Việt Nam, không có một lực lượng nào của một nước nào có thể thay thế được cái sự phát giác của người dân, mà vẫn phải dựa vào dân. Thì hãy mở ra cho người dân tiếp xúc. Tất nhiên tôi không muốn nói là người dân cứ phải công bố là ông đi làm cán bộ đến phó phòng rồi ông phải treo ở nơi cư trú rồi lên website. 1 triệu cái website thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là lớn. Nhưng trước mắt chúng ta đưa ra cái điều đó, nhưng chúng ta làm thí điểm, tập trung làm thí điểm những cái đối tượng hiện nay đã nằm trong tầm ngắm của người dân, chúng ta làm trước. Thế thì tôi nghĩ rằng từ đấy dẫn đến là chúng ta phòng, thì những đối tượng khác nhìn vào đấy để làm gương. Bởi vì bây giờ tôi nói thật với các anh các chị, người dân bức xúc là này, nó quá là thách thức người dân. Những cái tòa nhà lớn, những cái chi tiêu, những cái nọ cái kia, nó quá khủng khiếp để người dân nhìn, người ta nhìn vào nó tạo ra cái bức xúc xã hội nó rất lớn. Vâng. Mà chúng ta chỉ cứ gói gọn, chúng ta tính đến cái nọ cái kia gói gọn. Tôi nghĩ rằng trước mắt chúng ta chọn ra độ khoảng, bây giờ có 1 triệu đúng không anh? Chúng ta chọn ra khoảng 100-200, chúng ta làm điểm trước. Làm sao chúng ta chọn ra được 100-200 ạ? Đầu tiên là phản ánh của người dân đã. Vâng. Những cái mà nhưng người dân phải được tiếp cận thì mới phản ánh được. Trên báo chí. Vâng. Trên báo chí. Thế thì bây giờ những cái vấn đề báo chí phản ánh chúng ta làm trước, công khai trước. Vâng. Rất nhiều mà, ngay trên báo chí khán giả chúng tôi là chúng ta không cần đến 1 triệu website, mà chúng ta có website của từng bộ, từng ngành, từng địa phương. Mỗi website bộ ngành đấy là đã có thể có cán bộ công chức của những bộ ngành đó. Vâng. Thế thì tôi cũng nghĩ là đồng ý là chúng ta vẫn làm trên website rồi công khai, nhưng cái công khai ấy nó rộng hơn đối với những trường hợp mà đang có vấn đề, mà người dân đang phản ánh. Tôi nghĩ rằng chắc cũng không dưới vài trăm đồng. Chúng ta làm trước. Làm trước không phải là chúng ta vào chúng ta xử lý theo cái kiểu là thanh tra các thứ. Chúng ta làm trước trên cái cơ sở là công khai cho người dân. Bởi vì trường hợp đấy thì công khai người dân chắc chắn là sẽ đồng ý ngay. Bởi vì không ai có thể phát giác bằng người dân đâu. Vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng thế này, chúng ta cứ làm điểm đã. Phòng chống tham nhũng là gì? Kê khai tài sản và thu nhập.
từ thu nhập tài sản này là bao nhiêu, cái đấy liên hệ chính với xác, nhau chứ không phải chỉ tài sản thôi, đúng không? Tài sản mà không xuất phát từ thu nhập không tính toán được. Cho nên theo tôi nghĩ là những trường hợp ví dụ tôi cũng đồng tình là hiện nay có cách quản lý là những cái loại cán bộ mà ban bí thư bộ chính trị quản lý thì khác và từ các bộ quản lý thì khác, nhưng trong đối tượng hiện nay thì ta thấy như thế này, từ cái thu nhập của anh như thế này thì tại sao tài sản anh lớn lên như vậy, thì những cái có dấu hiệu đó thì ta nên là cho cái sự công khai đối với đối tượng đó. Thế thì nếu mà nói như vậy thì tất cả mọi người đều công khai. Ví dụ tôi nghĩ người lương bình thường người ta có cái nhà 5 tầng đúng không? Mà với cái lương ấy ăn không đủ nữa cơ. Nhưng tại sao người ta có nhà 5 tầng? Thì nói như anh Minh thì hiện nay trong cái điều kiện hiện nay là vì cái thu nhập người ta bằng rất nhiều nguồn thu nhập. Mà những nguồn thu nhập ấy là mình không kiểm soát được. Đúng không? Ví dụ là tôi ngồi hội đồng đúng không? Tôi đi thuyết trình hay là rất nhiều thứ. Nhưng mà các nước rất rõ anh thuyết trình đều phải đóng thuế hết. Đúng không? Cho nên cái đó hiện nay tôi cũng đồng tình là anh muốn công khai, anh muốn minh bạch thì vấn đề đầu tiên ấy là anh phải kiểm soát được thu nhập. Không kiểm soát được thì tôi nghĩ là không có biện pháp nào, vô nghĩa, phải nói ra đúng không? Mà trong cái bối cảnh này, mà khi anh muốn thực hiện đúng theo thông lệ quốc tế thì tôi cũng đồng tình với là phải có chọn lọc. Hai cơ thể như nhau đúng không? Cũng là con người, người Việt Nam cả thôi, mà bây giờ anh dùng những liều thuốc phải khác nhau, chứ phải cái thuốc ông kia như thế, tôi cũng bệnh đấy. Thế cho nên ở đây thì theo tôi nghĩ là phải căn cứ với điều kiện cụ thể của mình. Cái điều kiện cụ thể mới là quan trọng. Thì mình có những biện pháp cho nó. Vâng. Chứ còn với cái điều kiện như của mình mà áp đặt như thông lệ quốc tế thì theo tôi nghĩ cũng hơi khó. Mà ở các đề án, các dự án mà thường thường là khi mà muốn để đưa ra một cái quan điểm, một cái luận điểm mới mình để áp đặt cái đó vào thì bao giờ cũng thông lệ quốc tế là thế này. Cho nên ta áp dụng cái cách đó là hơi máy móc. Mà vâng, sao chép thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên phải có những điều kiện anh muốn thực thi được cái đó, người ta anh phải tạo những điều kiện cần và điều kiện đủ thì anh mới có thể giải quyết được vấn đề đó. Vâng. Những vấn đề đấy chúng ta đã nhìn thấy và đưa vào trong dự thảo của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Ở đây tôi muốn trước hết là tôi muốn chia sẻ ý kiến của ông Hùng ấy. Thực ra thì không phải là mình không làm vậy đâu. Thực ra hiện nay trong các nghị quyết của Đảng, trong kỳ thị nó rất rõ là cái tính gương mẫu tiền phong như anh Hùng nói là trong đấy mình nói là xử lý là trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, đảng viên thì phải gương mẫu hơn quần chúng, lãnh đạo thì phải gương mẫu hơn nhân viên, cái đấy là rất rõ. Và trên thực tế trong nhiều cái mình có nói là tập trung vào những đồng chí có nhiều dư luận, tất cả những cái đấy là có. Thế nhưng mà để mà triển khai cái đó cái cụ thể đó thì là nó phải từng bước, và cái đó là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Thực ra thì cũng không có nước nào làm tất được cả, nhưng mà mình làm có trọng tâm trọng điểm. Thế thì tôi nghĩ là cái nhu cầu đấy rất là lớn. Tuy nhiên thì trong các bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư cũng đã nói rất rồi. Nên là mình gọi là đây là cuộc đấu tranh với chính chúng ta. Và đạo Phật nói một câu là kẻ thù lớn nhất là chính mình. Đấu tranh với chính mình là rất khó. Thực ra nếu mà gọi là đấu tranh bên ngoài thì ta định nó rõ ràng. Đây thì vừa đồng chí vừa có khi là cấp trên, ân tình, tất cả những cái câu chuyện đấy là nó khó là như vậy. Cho nên là trở lại câu chuyện kinh gốc như Long có nói đấy. Quan trọng là mình quản lý trên cái nền tảng. Mình phải quản lý ở cái đầu vào. Hiện nay là, mà cái đó là mình đang làm rồi. Tôi lấy ví dụ như hiện nay mình đang cải cách tiền lương, một nghị quyết cải cách tiền lương. Sắp tới tất cả các khoản phụ cấp cứ là cắt hết. Và tôi cũng rất là mong rằng đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đi học, đi hành, đi làm cái nọ điều kia, chúng ta chỉ có làm thôi. Đó, không phải là bây giờ đi họp phải có phong bì, tham gia cái gì đó, phải có bồi dưỡng, mà tất cả vào lương đi. Và như vậy thì nó sẽ rất đơn giản, giống như mấy ông chuyên gia đến chỗ chúng tôi, nó rất là đơn giản. Lấy tiền lương, trừ đi các cái khoản gọi là chi phí, còn lại thu nhập. À, nếu anh có thu nhập khác anh quản lý được. Thí dụ anh bảo có nhà cho thuê thì anh phải đóng thuế về kinh doanh. Thí dụ như anh là làm thêm về cái điều này kia, đều có hợp đồng hết. Thế anh phải quản lý, có thể là rất nhiều nguồn, chứ không phải nguồn, ngay cả cán bộ chức này đã có thể rất nhiều nguồn. Rồi nếu mà anh được thừa kế đấy chăng nữa, ở nước ngoài thừa kế không phải là bố mẹ cứ dúi cho con chục cây vàng đâu, phải ra công chứng. Bởi vì sau này anh mang đi tiêu là người ta hỏi ngay. Thì cái đó là cái mà là cả câu chuyện. Và một vấn đề nữa tôi cũng muốn nói ở đây là gì? Chúng ta đừng quá kỳ vọng vào một đạo luật. Nếu thế thì nó dễ quá. Nó là một cái nền tảng của cả một cái nền quản trị. Thế thì cái đạo luật này nó cũng có những cái điểm mà cần phải tiến lên, cần phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cùng theo đó, ngay cả trong đạo luật này, vấn đề cải cách hành chính, vấn đề áp dụng khoa công nghệ. Tôi lấy như áp dụng khoa công nghệ là tuyệt vời chống tham nhũng. Cái vụ Hà Giang vừa rồi đó, chưa cần thanh tra kiểm tra gì. Đúng không ạ? Chỉ cần ba anh giáo viên thôi. Vì có công khai minh bạch, anh lấy điểm ra, anh đặt điểm Hà Giang cạnh điểm Hà Nội, Sài Gòn. Thấy ngay. Đó. Đấy, thì, đấy là gì? Đấy là khi mà ta có công cụ trong tay rồi ạ.
thì nó, chứ còn nếu mà cố gắng quyết tâm thì làm chuyện, nhưng mà nó phải có điều kiện, và điều kiện đấy thì nó ở rất nhiều thứ liên quan đến cái nền quản trị, liên quan đến cái trình độ quản lý của chúng ta. Vâng, tôi cũng đồng tình với anh Minh, cái gì cũng có cái thời kỳ quá độ của nó, mình cũng không thể sao chép một cách máy móc. Có nghĩa trong cái bối cảnh, trong tình hiện nay thì mình cũng đừng có hy vọng, kỳ vọng quá lớn là có thể ngăn chặn được ngay. Mà mình nghĩ là chỉ đẩy lùi thôi, mà đẩy lùi từng bước đã là có giá trị, đã có tác dụng rất lớn. Thế thì trong bối cảnh, trong tình hiện nay thì ai cũng biết rằng cái vấn đề tham nhũng đó là vấn đề quốc nạn rồi, nó là bức xúc rồi, đúng không? Nếu mà không phòng ngừa, không ngăn chặn nó thì ta thấy là quốc gia sẽ lâm nguy, phải nói thẳng như vậy, đảng sẽ mất. Thế thì trong bối cảnh thì phải kết hợp giải pháp đồng bộ. Thế tôi nghĩ là nghị quyết Trung ương 7 vừa rồi ra là cải cách tiền lương, đấy là một trong những cái rất quan trọng. Có nghĩa bây giờ không phải là theo thang bảng lương nữa, thang bảng lương bằng lương cơ bản, bằng cái lương đó nhân với cái hệ số thì không phải, hay là rất nhiều không có phụ cấp. Bây giờ lương theo vị trí, lương theo chức danh rất rõ ràng. Đấy, cái đó. Nhưng mà để tiến tới cải cách tiền lương mà theo như bộ nghị quyết 7 của Trung ương thì theo tôi nghĩ cũng không phải đơn giản đâu, cực kỳ khó. Bây giờ trong bao nhiêu những loại hoạt động, những ngành nghề khác nhau, anh xác định từng vị trí cực kỳ là khó. Cho nên ta cũng dần. Thế thì tất nhiên là bên cạnh đó thì thấy phải áp dụng đồng bộ tất cả các ngành, các cấp cùng phối hợp. Chứ cũng không thể một cái luật phòng chống tham nhũng này ta đừng có kỳ vọng là có thể dẹp được ngay, mà chỉ ngăn chặn đẩy lùi. Nhưng mà theo tôi cũng đồng tình với anh Hùng ấy, một cái để răn đe cái bản là cái xử lý là cái ý nghĩa cũng hết sức quan trọng. Thế thì vừa qua cái chủ trương của Đảng mình thì đồng chí người đứng đầu của Đảng ta thấy là rất là kiên quyết, thì tạo được lòng tin, thì tôi nghĩ cũng phần nào cũng ngăn chặn, đó là ngăn chặn được. Đấy là một cái biện pháp, đúng không? Anh xử lý nghiêm minh cũng là biện pháp, mặc dù những cái điều kiện anh chưa triển khai thực thi, nhưng mà tất nhiên ta phải có giải pháp đồng bộ điều kiện. Thế còn vấn đề công khai minh bạch thì một cơ chế sau này mà muốn phát triển đấy là phải hoạt động hoàn toàn có minh bạch mọi cái, không phải minh bạch thu nhập của mình mà mọi thông tin. Đấy là một yêu cầu tối thiểu một một xã hội. Vâng, thực ra như các khách mời nói thì rõ ràng là việc gì động vào cũng thấy khó. Nhưng mà tất cả chúng ta đều thấy nó đã là quốc nạn rồi, nó là một cái sự bức xúc rồi. Thế nên khi mà chúng ta nghĩ ra thì chúng ta phải nghĩ những cái giải pháp, chúng ta phải nghĩ những cái sự thay đổi, những cái quyết đoán để mà có thể là làm được cái việc mà chúng ta mong đợi. Thì những số đối thoại vừa rồi là chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận rất là nhiều về những cái giải pháp làm thế nào đấy để nó thực thi được và nó mang lại hiệu quả, để tránh những cái việc mà kê khai hình thức, kê khai hoàn toàn không trung thực, kê khai để trong ngăn kéo như là rất nhiều người đã đề cập. Chúng tôi cũng đã từng bàn tới những giải pháp là đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng, hay là cái việc xử lý những cái đội ngũ cán bộ công chức mà thoái hóa biến chất. Thì rõ ràng là với những cái nội dung như vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta đều nhìn thấy là chúng ta vẫn có hướng và chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới một cái tương lai nó tốt hơn, hơn là chúng ta nói khó nhưng chúng ta không thể làm được. Thì chúng tôi nghĩ là đó là những thông điệp mà rất là nhiều khách mời của đối thoại đã đưa ra trong một số gần đây. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chia sẻ thêm những thông tin, những cái sự cập nhật đối với cái chủ đề của đối thoại tuần này của chúng tôi ạ. Xin chúc các khách mời có thân nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia các chương trình đối thoại và theo dõi thêm những chương trình của chúng tôi bàn về chủ đề này trong các số tiếp theo ạ. Và xin cảm ơn ba vị khách mời. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Và xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.